Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Con tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mới chơi bời như ai. Làm sao anh mơ có em, mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình tương thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm ai, hay em sẽ đè trái ngay? Chỉ dám ôm đôi câu chào, dạo này anh sao? Mãi sau này anh mới biết người đó không phải người yêu anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày người cô đơn nhớ. Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mới chơi bời như ai. Làm sao anh mơ có em, mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình thương thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm ai, hay em sẽ nè trái ngay? Chỉ dám ôm đôi câu chào, dạo này anh sao? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mới chơi bời như ai. Làm sao anh mơ có em, mai sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình thương thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vừa ngô mai, hay em sẽ nè trái ngang? Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao? Chỉ dám buông đôi câu chào, sau này anh sống.